Người cung Cấn mệnh Thổ xây nhà năm 2021 hướng Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh được lộc trời cho giàu sang vô đối. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy May mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021, 2022 và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng như là bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại. Và những câu hỏi về kích hoạt tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kích hoạt tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này, hôm nay Phong thủy May mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng năm 2021 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đối với những người cung Cấn mệnh Thổ bao gồm những người có năm sinh sau đây: đối với nam mạng 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần, 2019 Kỷ Hợi. Còn đối với nữ mạng sinh năm 1921 Tân Dậu, 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2021 Tân Mão, 2020 Canh Tý, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Đầu tiên thì sẽ xét đến việc chọn hướng nhà. Đối với những người cung Cấn mệnh Thổ có bốn hướng tốt: Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên, Tây Nam sinh khí. Còn bốn hướng xấu: Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ. Các hung từng hướng năm 2021 Tân Sửu như sau. Đối với hướng Đông Bắc thì gồm có ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến phần sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Người cung Cấn xây nhà và ở hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, đối với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn về hướng Tây Bắc gồm ba Sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm Mộ Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Người cung Cấn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây, gồm ba Sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì các bạn nên xây. Những người cung Cấn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn.
Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy vương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn về hướng Tây Nam, gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế Tài Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên xây mới sẽ không được các lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa xây dựng được các lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người cung Cấn mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ bị nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, về hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy vương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Nam, gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ, năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến. Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Đó là những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Dinh, năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng Phạm Ngũ Hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất là tốt. Người cung Cấn mà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào Hòa Hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù trụ để có thể hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Xét sang hướng Đông Nam thì gồm có Ba Sơn, Thìn, Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm 2021 Tân Sửu phạm vào Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm. Vì vậy không nên đồng thổ xây mới. Hơn nữa, những nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Người cung Cấn xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa dừng ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy mà những người ở cung Cấn khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này. Nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Tiếp theo ta xét sang hướng Đông thì gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, năm 2021 bị phạm Tam Sát. Tam Sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp, năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để có thể hóa giải những sát tinh này, cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Người cung Cấn xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái Lạc Hàng, chủ bị thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù trụ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà
gia chủ thuộc cung Cấn đang ở nhà hướng đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo đó là hướng Bắc gồm 3 sơn nhâm tý quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Với những người thuộc cung Cấn, xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ vì nóng nảy nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2021 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái thì khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp những người cung Cấn đang ở nhà hướng Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hướng. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã theo dõi bài phân tích từng hướng nhà cho người cung Cấn, hướng nào xây được tốt, hướng nào xây xấu. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ xét đến cách bố trí phong thủy cho người cung Cấn như thế nào cho hợp lý. Việc lựa chọn và bố trí phong thủy là hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và vận hạn của người ở trong nhà. Vậy nên để làm được điều này thì cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia, những thầy phong thủy lão đẳng. Các bạn hãy gọi ngay cho phong thủy may mắn để được tư vấn. Tuy nhiên, cách bố trí phong thủy sao cho người cung Cấn phải thỏa mãn những điều kiện cơ bản sau. Đó là chọn hướng làm nhà cho người mệnh Cấn. Hướng cửa làm nhà nên lấy tọa đông và hướng tây trường tồn bền vững. Tọa tây nam hướng đông bắc sức khỏe mau lành bệnh. Hoặc tọa đông bắc hướng tây nam thì phát triển. Về chọn màu cửa nên chọn màu vàng, nâu, xám, xanh lá, đỏ, cam, tím. Chọn phòng ngủ và hướng đặt đầu khi ngủ cho người mệnh Cấn, đó là hướng tây nam, tây, tây bắc và đông bắc. Về đặt hướng bếp cũng như là hướng cửa phải quay về hướng tốt, miệng bếp tốt nhất là quay về hướng tây nam. Làm như vậy thì sẽ khiến cho tinh thần sung mãn, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ mà mắc bệnh lâu năm khó chữa nên chuyển hướng nhà qua tây bắc, như vậy sẽ giúp mau lành bệnh hơn. Lưu ý khi mà chọn hướng nhà và hướng cửa nhà thường áp dụng cho đàn ông, trừ khi nhà không có đàn ông thì mới lấy tuổi của người phụ nữ, còn hướng bếp, hướng giường ngủ thì đa phần dựa vào tuổi của phụ nữ. Hướng bàn làm việc tốt, lưng hướng đông bắc, mặt hướng tây nam. Màu sắc phù hợp đối với người mệnh Cấn đó là hỏa, đỏ, tím, cam, thổ là vàng và nâu. Màu sắc kỵ đó là mộc, xanh da trời, xanh lục, còn kim là vàng kim và trắng. Còn về màu trung tính đó là thủy, đen, xanh lam. Màu khai vận đó là màu vàng, trong thổ có kim, màu sắc có thể làm tăng vận khí là màu vàng, màu nâu cà phê, tiếp theo là màu vàng kim và màu trắng. Còn màu suy đó là màu xanh lục, màu xanh lam, tốt nhất thì bạn nên hạn chế dùng hai màu này. Con số khai vận đó là số 5 và số 0, số suy là số 3 và số 8, con số tốt dành cho xây dựng 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 và 31. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý, phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành thì ta sẽ xét đến các yếu tố sau. Đó là về tuế sát. Tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị vi quan tài tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021 thái tuế tại phương đông bắc chính vị trí sửu trên la bàn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng đông bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn về ngũ hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của mậu kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương đông nam tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Còn về
Tam sát bao gồm kiếp sát, tai sát, tuế sát. Năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông Đông Nam với Ma Sơn, Dần, Mão, Thìn. Chủ tai họa là sát khí của năm cân kiêng kỵ xây mới phần tòa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà có Sơn, Dần, Mão, Thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này tránh tai họa. Về Mộ Long Biến Vận, năm 2021 Tân Sửu thì hầu hết các hướng đều phạm vào Mộ Long Biến Vận sát. Mộ Long Biến Vận sát là sát khí của Hồng phạm ngũ hành, khi nạp âm của Thái Tuế khắc nạp âm của Mộ Vận Long, tức là tọa của nhà. Điều này qua thử nghiệm cho thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp trắc trở ly hương. Năm 2021 Tân Sửu, nạp âm Thái Tuế là Thổ khắc Mộ Vận Thủy Nhâm Thìn, nạp âm Thủy các Sơn, Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi. Năm 2021 không khai sơn lập hướng. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên là sát từ trung cung khí sát của Thiên Can Mậu Kỷ thì hàng năm con năm không bay về phương Mậu Kỷ. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng thắng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu, Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có nghĩa là đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà thì được bình an, thịnh vượng. Việc trấn trạch thì còn có mục đích giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp những người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thù tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên, gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây thì Phong thủy May Mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán xây mới và sửa chữa các hướng nhà năm 2021. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là hướng Đông Bắc và Đông Nam, còn hướng Bắc xây thì đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí, bố cục, nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Phong thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.